Mình Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ ký Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày tân hợi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi ất tỵ kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lời ngày hỏi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục sông với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất tỵ kỷ tỵ ất hợi tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý canh dần vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao ngũ phú tốt mọi việc sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Vài các sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao chu tức hát đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi và đặc biệt đó, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 tức là ngày 23 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam tài thần hướng Tây Nam. Và theo khổng minh, hôm nay là ngày thiên hầu, xấu, xuất hành dù ít hay là nhiều cũng có sự cải cọ, dễ xảy ra đổ máu. Tiếp theo, mà các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021, mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được thắm sắc. Ngày này đối với những bạn đã có gia đình, hài lòng với cuộc sống hiện tại và những ai đang quản độc thân cũng cảm thấy vui với những sở thích của riêng mình cho nên cũng không vội vàng trong chuyện yêu đương. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày do họa thiên quan gây ra khiến cho công việc của bạn tuổi Tý xảy ra nhiều vấn đề mà bạn không lường trước được con đường công danh sự nghiệp của bạn khó bẻ được như ý bởi bạn đang có kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác tìm cớ để phá hoại khiến cho bạn mệnh phải điêu đứng. Với bà tử tí, cứ giải quyết xong rắc rối này thì lại thấy có nhiều phiền phức khác xuất hiện. Ngày hôm nay với bạn, chỉ loanh quanh xử lý sự cố, đã thấy hết thời gian, chẳng còn tâm sức đâu mà hoàn thành nhiệm vụ được giao nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tình duyên được thám sắc hài lòng với cuộc sống hiện tại tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang quản độc thân bình tĩnh với tình trạng hiện tại tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa công việc gặp nhiều vấn đề bất lợi tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tiểu nhân quấy phá làm cho điêu đứng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 50 số 79 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Hợi từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Xỉu hợi tương hội, các điều này mang đến cho bạn trong ngày hôm nay gia đạo rất in ấm, gia đình hạnh phúc, vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi Sửu đang trên đà được thang tín không ngừng có lẽ ngày này với bạn tuổi Sửu chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn có được những cơ hội để được hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ cuộc đời của mình với một người khác nữa. Hạnh phúc mà bạn có trong tay đang khiến cho nhiều người phải ganh tị nữa. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu chẳng những gặp may mắn trong chuyện tình cảm mà với bạn con đường tài lộc của bạn cũng được rộng mở nhờ có được sự chia chở của thực thần chiếu mệnh. Bạn mạnh tuổi sửu có thêm được những nguồn thu bất ngờ và rụng rỉnh tiền bạc trong tay. Tiền bạc quan trọng, xong với bạn đừng có mãi mê kiếm tiền mà đánh đổi sức khỏe của mình bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim gia đạo êm ấm gia đình hạnh phúc tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm tăng tiến khao ngừng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tình duyên vượng sắc có được cơ hội tìm thấy tình yêu từ vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ tài lộc được hanh thông nhờ nguồn thu bất ngờ từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có mãi mê kiếm tiền mà đánh đổi sức khỏe quý giá và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ Sáu này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 59, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi dần thứ 6 ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là Bạn tuổi dần đang gặp được vận quý nhân lục hợp nâng đỡ Cho nên với bạn đón nhận những mối quan hệ tốt đẹp Giúp ích cho bạn rất nhiều cho cuộc sống và cả công việc của bạn nữa cái việc hợp tác làm ăn nhờ vậy cũng được suôn sẻ và dễ bề thành công hơn lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh càng tạo thêm những cơ hội lớn để cho bạn có thể đạt được thành công và với bà tuổi dần trong ngày hôm nay có thể tiến hành một cuộc gặp gỡ nào đó để chia sẻ những ý tưởng thú vị của bản thân bạn cứ tự tin để thể hiện những gì mà bạn đang có nhưng đừng có tỏa ra kiêu căng quá là được bạn tuổi dần nhé Ngày này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên với bạn đang có được vật đào hoa khởi sắc. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không tạo cho mình một cơ hội mới và bỏ chuyện cũ lại sau lưng. Chỉ khi sống cho hiện tại và tương lai thì bạn mới có thể đón nhận được hạnh phúc của riêng mình. Vài từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy đón nhận những mối làm ăn tốt đẹp giúp ích cho tương lai của bạn. Từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, việc hợp tác làm ăn được suôn sẻ, hứa hẹn đạt được kết quả khả quan. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, có thể tiến hành cuộc gặp gỡ để chia sẻ ý tưởng. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, tự tin nhưng tránh tỏ ra thái độ kiêu căng. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, đào hoa khởi sắc nên gác lại quá khứ ở sau lưng và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 13 số 47 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi hợi Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có được những dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp. Vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thám thiết cùng nhau chung tay vun vén cho hạnh phúc gia đình. Ngày này, đối với các cặp đôi, bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho những mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong chuyện tình cảm, đẩy hai người ra xa nhau. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão cần phải năng động và sáng tạo hơn nữa trong công việc. Chỉ khi bạn chủ động thể hiện làm nổi bật lên ưu thế của mình thì mới có được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cấp trên nhé về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tình cảm của dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa vợ chồng vun viến cho hạnh phúc gia đình từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ các cặp đôi biết giới hạn trong chuyện tình cảm từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cần phải năng động và sáng tạo hơn trong công việc từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chủ động thể hiện ưu thế của bản thân thì mới được cấp trên tín nhiệm và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ Vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho vận trình của bạn phải đối mặt với không ít những khó khăn xảy đến, khiến cho công việc và cuộc sống của bạn gặp nhiều bế tắc. Và thời điểm này với bà tuổi thìn, bạn khó mà đạt được thành công trong công việc, vận trình tài lộc của bạn kéo theo đó cũng bị giảm sút trầm trọng. Và với bà tuổi thìn, trong ngày này, mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ, khiến cho bạn không kịp trở tay. Với những điều bạn dự liệu, đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến cho bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cái điều này còn gây ra những bất đồng trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy cái tôi quá cao khiến cho bạn tuổi thìn lúc nào cũng muốn là người chủ động trong mối quan hệ là người có quyền quyết định tất cả mọi vấn đề và dù bạn cố gắng tự nhủ với lòng mình không được sự sự vô lý nhưng bạn lại chẳng thể làm được về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình có nhiều khó khăn, bế tắc tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hiệu suất công việc bị giảm sút kéo theo vận trình tài lộc cũng bị giảm. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc rắc rối ập đến mà chẳng kịp trở tay. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ về tình cảm gặp nhiều trục trặc do bất đồng và tranh cãi. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cái tôi quá cao khiến cho chuyện tình cảm bị rã nứt. và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 68, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cái điều này có thể làm cho bạn sẽ gặp phải những chuyện buồn về tình cảm, đôi bên mâu thuẫn, khúc mắc với nhau nhưng không tìm được cách giải quyết, thậm chí là trong lúc nóng giận còn nói ra những lời to tiếng gây tổn thương lẫn nhau nữa. Và ngày hôm nay với bạn tuổi tỵ có thể sẽ có những buổi hẹn hò lẽ ra là đáng vui vẻ bên nhau thì hai người lại tiêu tốn vào việc tranh cãi khiến cho chuyện tình cảm có phần bị giả nứt. Nếu như bạn không nhanh chóng tìm cách để hàn gắn thì có thể sẽ gây ra hậu quả lớn. Và ngày hôm nay, hỷ thần nằm ở hướng Tây Nam, bạn sẽ có một chuyến đi chơi về hướng này sẽ giúp cho bạn có thể xoay chuyển được tình thế tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có tin tức xấu về tài lộc khi bạn đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc. Cứ ngờ đã thoát khỏi cảnh túng thiếu thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể bạn mệnh sẽ phải cần tới sự vay mượn về tiền bạc khá nhiều để thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại nữa. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa gặp chuyện buồn về tình cảm do những mâu thuẫn liên minh. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tránh vì những phút nóng giận mà nói lời tổn thương đối phương. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải nhanh chóng tìm cách hàn gắn tình cảm đang rạn nứt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim gặp khó khăn về tài chính do những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tử vi tuổi quý tỵ cuộc mệnh thủy có thể phải vay mượn về tiền bạc để thoát khỏi cảnh túng thiếu. Vài đánh giá của bà tử tị trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 59, số 98, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình công danh của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng với những mâu thuẫn về phía phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến cho bản mệnh dễ bị lôi kéo dính vào thị phi nếu như bạn không giữ được mình. Và tốt nhất là bạn nên tỏ ra thái độ trung lập cũng như là tránh xa những vụ tranh chấp ẩu đả trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tử ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy Khoảng cách giữa bạn với nửa kia đang ngày càng lớn hơn, cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho bạn dần thiếu đi sự quan tâm tới nhau, nhưng lại thấy lo sợ mỗi khi nghĩ tới việc có thể đánh mất đi đối phương, chính vì nỗi lo sợ mà nảy sinh ra sự nghi ngờ, không còn tin tưởng vào tình yêu bền vững nữa. Và theo Hải Thượng là ông, hôm nay là ngày 23 âm lịch, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, bàn chân và gan. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, châm chích, mộ xịa ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, sự nghiệp có dấu hiệu bị sa sút do mâu thuẫn tập thể, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có thể dính họa thị phi trong các mâu thuẫn về phía phái từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải giữ vững lập trường và tránh xa các cuộc tranh đoạt ẩu đả từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ khoảng cách với nửa kia đang càng ngày càng xa hơn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc Sợ đánh mất đối phương nhưng lại không kìm được những suy nghĩ, sự nghi ngờ và ghen tuông. Vài đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 67, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Mùi có được một vận trình vô cùng là khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý, Đường nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông, rộng mở đối với những bạn đã có gia đình hay là đã có đôi có cặp sẽ nếm trải những hương vị ngọt ngào của tình yêu. Còn đối với những bạn đang còn độc thân trong ngày này sẽ thích hợp cho bạn kết giao với những người bạn mới, bạn nên tự tin hơn trong việc giao tiếp và cho đối phương cơ hội để mở lời, có như vậy thì mới có thể nắm bắt được hạnh phúc trong tay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những cơ hội lý tưởng để phát tài, phát lộc. Với bà tuổi mùi kiếm tiền rất tốt từ những chuyện kinh doanh, buôn bán, không lo túng thiếu, chẳng sợ không có tiền tiêu trong ngày cuối tuần. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, vận trình được khởi sắc may mắn cát tường, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nhân duyên được hanh thông, rộng mở, tình cảm ngọt ngào, thám thiết, tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, nên mở rộng mối quan hệ xã giao, tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, có được cơ hội lý tưởng để phát tài, phát lộc, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, cách chuyện kinh doanh buôn bán được suôn sỉa, kiếm tiền đầy tay. Vậy đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 79, số 90, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo không tốt lành sẽ xảy đến với bạn trong ngày hôm nay gia đạo kiếm an in bản mệnh cảm thấy bất lực khi không thể nào dàn xếp được mối quan hệ của những người thân trong gia đình tình cảm phần nào bị rạn nứt khi không ai chịu nhún nhường ai bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này làm cho quân đường tài lộc của bạn trở nên khá hanh thông và thuận lợi tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính bạn mệnh có thể yên tâm làm việc mà không cần phải lo lắng quá nhiều Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới người mẹ và thai nhi nữa. Vai từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy gia đạo kiếm an in, mối quan hệ với người thân không được hòa thuận. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không tìm được cách hàn gắn những vết rạn nứt trong gia đình. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ con đường tài lộc được hanh thông rộng mở. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc thu nhập ổn định không có gì cần phải lo lắng. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tránh tác động lên vị trí thai thần dịch chuyển về các vị trí đầu đạc trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho cái chuyện tiền bạc của bạn không cần phải lo lắng quá nhiều bạn mệnh có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay là đầu tư về tài chính trong ngày hôm nay và trong ngày này với bạn tuổi Dậu đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì có được một ngày bội thu về tài lộc. Còn đối với những bạn làm công ăn lương trong ngày thứ sáu này, vẫn có được cơ hội kiếm tiền khi bạn bất chút thời gian của mình để làm nghề tay trái, bạn cần phải chịu khó tìm hiểu thông tin để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này còn báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về chuyện tình cảm. Đối với những bạn đã có đôi có cặp á, thì sắp bước đến một nấc thang mới trong mối quan hệ của hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không ngờ tới nhất vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy tài lộc được hanh thông không còn là nội lo về tiền bạc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ thu nhập được cải thiện nhờ nghề tay trái tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đón tin vui về tình cảm đối với những bạn đã có đôi có cặp tín trị thêm một nắc thang mới tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đối với những bạn đang còn độc thân rất có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 77, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 xem vợ trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang có điểm báo bước sang ngày thứ sáu này sẽ không được may mắn cho lắm khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh làm cho bạn thiếu đi sự tập trung lơ đảng trong mọi công việc có thể sẽ khiến cho bạn phải vướng những rắc rối không đâu và với bạn tuổi Tuất rất có thể lỗi hoàn toàn từ phía bạn nhưng bạn lại có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến cho mọi việc càng trở nên phức tạp hơn bạn cần phải nhận rõ vấn đề của bản thân để sớm tìm ra giải pháp để giải quyết những khó khăn hiện tại của mình bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành, thổ thủy xung khắc. Cái điều này sẽ gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của bạn. Vợ chồng ở với nhau lâu ngày, khó tránh khỏi được những bất đồng, tranh cãi vì nhiều chuyện trong cuộc sống. Quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa vướng phải những rắc rối do thiếu đi sự tập trung lơ đảng trong mọi công việc tử vi tuổi bính tuất cuộc mệnh thổ trở nên độ lợi cho hoàn cảnh khi vấn đề xuất phát từ bản thân bạn, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Bạn nên nhận rõ vấn đề càng sớm để tìm ra cách giải quyết những khó khăn hiện tại. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn vì những vấn đề trong cuộc sống. Từ vi tuổi nham tuất thuộc mệnh thủy, vợ chồng bất đồng ý kiến khiến cho tranh cãi liêu thang. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 68 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ từ vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình và đây là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi hợi hành sự bốc đồng nóng nảy hơn từ đó cũng rất dễ tự tay làm hỏng mọi việc tâm trạng của bạn bất ổn khiến cho bạn tuổi hợi có xu hướng trút giận lên người thân để giải tỏa cảm xúc và bạn có thể đang khiến cho những người thân yêu nhất của mình bị tổn thương sâu sắc nữa nhé và ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Có thể thấy hiện tại với bạn đang làm tốt các nhiệm vụ được giao. Nếu như bạn có dư về thời gian, bạn nên học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ các đồng nghiệp lâu năm. Hoặc nếu có thể nên tìm sách vở liên quan để đọc và tìm hiểu thêm sẽ rất tốt cho chuyên môn của bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày của thủy khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bà tuổi Hợi cần phải quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Bạn đang khiến cho cơ thể của mình có dấu hiệu bị lao lực vì bị ép làm việc quá sức nữa. Bạn cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn. Vài từ vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa dễ hành sự bốc đồng nóng nảy tự tay làm hỏng mọi việc từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tâm trạng bất ổn có xu hướng trút giận lên người thân từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có thể đang khiến cho những người thân yêu nhất của mình bị tổn thương từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ các đồng nghiệp lâu năm từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 89 số 95 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.